Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 7 tháng 1 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Chương trình nghệ thuật tái hiện lễ lên ngôi và đài phả quân thanh của Hoàng đế Quang Trung tại khu vực tượng đài vua Quang Trung, núi Bâng, phường An Tây, thành phố Huế. Hai cung điện quan trọng thuộc hệ thống các cung điện của Triều Nguyễn là Điện Thái Hòa và Điện Kiến Trung sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan vào dịp Tết Giáp Thìn 2024. Cách thức tiếp cận linh hoạt và nội dung tuyên truyền ngắn gọn phù hợp với từng đối tượng là những yếu tố quan trọng để đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với người dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng có hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại khu vực tượng đài vua Quang Trung, núi Bâng, phường An Tây, thành phố Huế, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức chương trình nghệ thuật tái hiện lễ lên ngôi và đài phả quân thanh của Hoàng đế Quang Trung. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo tỉnh, thành phố Huế, các sở ban ngành địa phương và đông đảo du khách, người dân trên địa bàn. Hoành tráng và ấn tượng là những cảm nhận đầu tiên của nhiều khán giả khi theo dõi chương trình nghệ thuật tái hiện lễ lên ngôi và đài phả quân thanh của Hoàng đế Quang Trung. Diễn ra tại không gian trải rộng của khu tưởng niệm núi Bâng. Trong hơn 70 phút của chương trình, khán giả được dẫn dắt qua 4 phần chính, gồm màn trọng hồi Tây Sơn, lên ngôi, màn đánh quân thanh và màn khải hoàng, với tiếng trọng trần rền vang kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng, khói lửa, thể hiện sức mạnh và hào khí của đoàn quân Tây Sơn thổ nào. Qua đó mang đến cho khán giả một cái nhìn tổng quan về toàn bộ quá trình lên ngôi và đài phả quân thanh của Hoàng đế Quang Trung, từ cảnh kêu gọi các tầng lớp nhân dân khởi binh đến lễ lên ngôi, xuất binh đánh trận và kết thúc với không khí mừng chiến thắng. Em cảm thấy rất là hoài niệm và cảm thấy rất là tự hào về dân tộc và tự hào về vua Quang Trung. Em học được điều là uống nước nhớ nguồn, nhớ về các vị vua và tự hào về lịch sử Việt. Hôm nay rất là may mắn là cô được đi dự cái lễ hội Quang Trung. Và khi mà xem cái lễ hội này thì cô cảm thấy là trước hết là cô tự hào về đất mình, nước mình có một vị vua rất là giỏi, tài năng. Và cô cũng cảm thấy xúc động với cảm thấy là cái lễ hội này ở thành phố Huế tổ chức rất là hoành tráng. Được biết chương trình nghệ thuật được xây dựng trên sự nghiên cứu công phu các tư liệu lịch sử lễ hội, đã thực sự tái hiện được không khí linh thiêng, tôn nghiêm của buổi lễ đăng quang của Hoàng đế Quang Trung. Từ đó đã làm toát lên khí thế sôi sục của đoàn quân áo vải với lối đánh tiến công thần tốc, bất ngờ, táo bạo và mãnh liệt, đã đài phả quân thanh, giữ vững nền độc lập và chủ quyền của quốc gia dân tộc. Chương trình nghệ thuật năm nay có sự tham gia của lực lượng diễn viên chuyên và không chuyên lên đến gần 500 người đến từ các đơn vị trong và ngoài tỉnh, như sinh viên trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, sinh viên khoa Giáo dục Quốc phòng Đại học Huế, võ đường Kinh Vàng An, lân sư rồng Thái Nghi Đường. Đặc biệt là sự tham gia của các nghệ nhân đánh trọng trần Tây Sơn Bình Định và các võ sinh võ cổ truyền Bình Định. Thưa quý vị, khác với các năm trước khi phần lễ và phần hội được tổ chức chung cùng một thời điểm thì năm nay chương trình kỷ niệm 235 năm Hoàng đế Quang Trung lên ngôi và đài phả quân thanh được tổ chức tách riêng biệt giữa phần lễ và phần hội với sự đầu tư công phu và bài bản đã thu hút rất đông sự quan tâm theo dõi của người dân cũng như du khách trên địa bàn. Vậy thì chương trình nghệ thuật năm nay có điều gì khác biệt và độc đáo so với các năm trước? Ngay bên cạnh tôi lúc này là ông Nguyễn Thanh Mại, hiệu trưởng trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, cũng là tổng đạo diễn kiêm kịch bản của chương trình. Thưa ông, vậy thì với chương trình nghệ thuật tối hôm nay thì có điều gì độc đáo và khác biệt hấp dẫn của người xem ạ? Điểm nhấn của chương trình này là từ phần hồi binh rất là hoành tráng, cái khí thế sục sôi của những người áo vải cùng với ngài giải binh. Thứ hai đó là cái điểm nhấn của chương trình đó là cả phần đánh quân thanh tại Thăng Long. Chúng tôi cũng sử dụng công nghệ âm thanh ánh sáng cùng với những cái màn đấu võ mời từ Bình Định và võ đường của Huế để tái hiện cái cảnh đánh quân thanh. Điều đó mang đến cho khán giả một cái cảm giác thật và cũng là một cái khí thế hào hùng, hiểu được thêm về tinh thần của quân Tây Sơn ngày xưa. Từ cái festival 2008 thì đoàn võ thuật cũng đã phục vụ cái lễ tái hiện lễ lên ngôi của ngài tại núi Bâng. Thì hôm nay cũng là cái dịp mà kỷ niệm 235 năm đoàn võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Định ra phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Huế và tổ chức cái lễ kỷ niệm của ngài. Hàng năm vào ngày 25 tháng 11 âm lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đều tổ chức kỷ niệm chiến công hiển hách của người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ.
Đây là sự thể hiện lòng tôn kính và tri ân của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Huế đối với công lao hiển hách của người anh hùng dân tộc áo vải cờ đào. Đồng thời, khơi dậy niềm tự hào, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của các thế hệ anh hùng dân tộc. Đây cũng là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, địa chỉ lịch sử, địa linh văn hóa, thu hút ngày càng nhiều hơn nhân dân và du khách đến tham quan tưởng nhớ, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch của tỉnh và thành phố Huế. Sáng nay tại cảng Chân Mây, Sở Du lịch tổ chức đoàn chuyển tàu du lịch và những du khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng hải năm 2024. Dự lễ đón có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Đúng 8 giờ sáng, chuyến tàu du lịch Celebrity Sunstyle mang theo 2.700 khách du lịch đến từ Anh, Pháp, Mỹ cập cảng Chân Mây. Hơn 1.000 khách rời cảng và tham quan các địa điểm du lịch, thưởng thức ẩm thực ở Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, Quảng Nam. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch và đại diện các cơ quan ban ngành liên quan đã tặng hoa và những phần quà đặc trưng của Huế cho những du khách đầu tiên đến tỉnh Thừa Thiên Huế bằng đường hàng hải. Những vị khách trên chuyến tàu du lịch được chiêm ngưỡng và thưởng thức những tiết mục nghệ thuật Lân Sư Rồng vui tươi, rộn ràng. Tôi rất vui khi đến thăm Huế vào những ngày đầu năm mới, hy vọng sẽ có những điều thú vị tươi vui đến với chúng tôi trong chuyến đi lần này. Thật tuyệt vời, tôi sẽ cố gắng khám phá các địa danh nổi tiếng và lưu lại nhiều bức ảnh cho chuyến du lịch của mình. Năm 2024 sắp tới thì lượng khách du lịch tàu biển đến Thừa Thiên Huế dự kiến trên 36 tàu. Thì đây là một trong những cái lượng khách du lịch mà có cái mức chi tiêu tương đối cao đối với xu hướng du lịch trên thế giới. Đối với Thừa Thiên Huế thì chúng tôi thì cũng đang rất là mong muốn hình thành các cái sản phẩm dịch vụ du lịch chất lượng cao hơn để đáp ứng nhu cầu của đối tượng khách này. Đây là một trong những hoạt động nhằm chào mừng năm mới và khởi động chuỗi các sự kiện hoạt động du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2024, đồng thời tạo ấn tượng cho du khách về một điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện và mến khách. Tiếp tục quảng bá điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch địa phương nhằm thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch tàu biển. Về cơ chế chính sách của tỉnh thì tỉnh cũng giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cùng với ngành du lịch để xây dựng cái bộ chính sách để kích cầu hỗ trợ thu hút các cái đối tượng khách này. Hệ thống các cái khách sạn, nhà hàng để đón cái khách này thì ngành du lịch đã có kế hoạch và xây dựng các kịch bản chi tiết, kế hoạch cụ thể để phục vụ cho đúng đối tượng, đảm bảo được hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của khách. Có cái cơ chế phối hợp giữa các địa phương như là Đà Nẵng, Hội An, Thừa Thiên Huế để chúng ta cùng phối hợp xây dựng những tour để có thể chia sẻ những cái sản phẩm du lịch phục vụ cho cái nhóm du khách hàng sang này. Số lượng các đại lý đăng ký tàu du lịch sẽ cập cảng Chân Mây trong năm 2024 là 32 lượt tàu với gần 60.000 hành khách và hơn 22.000 thuyền viên. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho sự phục hồi của ngành du lịch Thừa Thiên Huế. Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đón 3,5 đến 4 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm khoảng 60 đến 70%, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 7.000 đến 8.000 tỷ đồng. Chuyển sang những tin tức hoạt động khác. Gần 2,9 tỷ đồng là số tiền mà Hiệp hội Bất động sản tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện các hoạt động xã hội vì cộng đồng trong năm 2023 trên địa bàn. Đây là thông tin tại Ngày hội Bất động sản Thừa Thiên Huế lần thứ 6 năm 2024 do Hiệp hội Bất động sản tỉnh tổ chức tối qua. Ngày hội với sự tham gia của cả cá nhân tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn, các doanh nghiệp liên quan. Sau 5 năm thành lập, Hiệp hội Bất động sản tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều đóng góp cho kinh tế xã hội của tỉnh trong việc đưa ra những phản biện, các ý kiến liên quan đến quản lý điều hành trong lĩnh vực bất động sản, tham vấn góp ý kiến vào các dự thảo luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, tích cực hỗ trợ trong các hoạt động cộng đồng và chung tay xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đến nay, Hiệp hội đã thu hút trên 150 hội viên tham gia, góp phần ổn định, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh. Đặc biệt, Hiệp hội đã có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng như xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 132 trường trung học cơ sở trên địa bàn, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới tăng gia sản xuất, giúp đỡ các em ở các trung tâm trẻ mồ côi, khuyết tật với số tiền gần 2,9 tỷ đồng. Năm 2024, Hiệp hội tiếp tục phối hợp cùng tỉnh tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh bất động sản, góp phần phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, phối hợp mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản cho các công ty, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu và tổ chức các kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để hội viên, thành viên có đầy đủ hồ sơ và chứng chỉ tham gia hoạt động bất động sản theo quy định.
đồng thời đề xuất góp ý phản biện hoàn thiện các quy định chính sách liên quan đến thủ tục bất động sản với Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Dịp này, Hiệp hội cũng đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức phát triển vững mạnh. Chiều qua, Trường Du lịch Đại học Huế tổ chức chung kết cuộc thi Marketing Master Key, thu hút hơn 150 sinh viên tham gia cổ vũ. Vòng chung kết có sự tham gia của 35 thí sinh tạo thành 8 đội thi. Các đội thi xây dựng kế hoạch truyền thông, thiết kế nội dung tóm được theo yêu cầu đặt ra và tạo ra một sản phẩm video điểm nhấn thể hiện góc nhìn gia đình của bản thân về doanh nghiệp. Mỗi thí sinh được đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo sự rèn giũa, thích nghi với từng doanh nghiệp, góp phần giải quyết những vấn đề mà doanh nghiệp sẽ phải đối mặt. Cuộc thi nhằm tăng cường gắn kết doanh nghiệp và nhà trường, nâng cao nhận thức cho sinh viên về kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện chuyên môn liên quan đến marketing. Ngoài ý nghĩa là một cuộc thi, thì Marketing Master Key còn là một mùa Gen Z thực chiến thứ ba, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thể hiện sự nhiệt huyết hết mình với mỗi phần thi để mang đến những giá trị riêng của sinh viên. Hội sinh viên Đại học Huế tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam, tuyên dương các tập thể sinh viên đạt giải thưởng sinh viên năm tốt, sao tháng giêng, học sinh ba tốt năm học 2022-2023. Thời gian qua, tổ chức hội, hội viên, sinh viên Đại học Huế đã ra sức phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện, tạo dấu ấn nổi bật trong sinh viên và toàn xã hội. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt tiếp tục khẳng định và lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của sinh viên Đại học Huế trong bối cảnh Đại học Huế đang định hướng trở thành đại học quốc gia theo tinh thần nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Tuyên dương, vinh danh các tập thể cá nhân đạt thành tích cao, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của hội, của Đại học Huế. Ban chấp hành Hội sinh viên Đại học Huế đã tặng danh hiệu sinh viên năm tốt năm 2023 cho 12 cá nhân hội viên sinh viên tiêu biểu và chứng nhận danh hiệu cho 322 cá nhân hội viên sinh viên các trường, khoa, phân hiệu, câu lạc bộ. Ban chấp hành Hội sinh viên Đại học Huế tặng giải thưởng sao tháng giêng năm 2023 cho 14 cá nhân hội viên sinh viên tiêu biểu và chứng nhận giải thưởng cho 47 cá nhân hội viên sinh viên các trường, khoa, phân hiệu và câu lạc bộ. Tiếp tục chương trình với các thông tin khác. Sau thời gian trùng tu, hai cung điện quan trọng thuộc hệ thống các cung điện của Triều Nguyễn là Điện Thái Hòa và Điện Kiến Trung sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan vào dịp Tết Giáp Thìn 2024. Tết Nguyên đán năm nay, Điện Thái Hòa sẽ dỡ bỏ hàng rào bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan khu vực và trưng bày bên trong để phục vụ du khách. Điện Thái Hòa là công trình kiến trúc tiêu biểu của di tích cố đô Huế còn được lưu giữ nguyên vẹn đến nay. Đây là công trình được vua Gia Long cho xây dựng vào năm 1805 tại khu vực Đại Cung Môn. Đến năm 833, vua Minh Mạng cho xây dựng lại công trình ở vị trí hiện nay. Điện Thái Hòa không chỉ là công trình kiến trúc mà còn là nơi lưu giữ hệ thống văn thơ theo hình thức trang trí nhất thì nhất hòa độc đáo. Di sản này đã được UNESCO công nhận di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài ra, Điện Kiến Trung sau 6 năm tu bổ và phục hồi cũng mở cửa đón khách tham quan vào Tết Nguyên đán này. Thưa quý vị và các bạn, Nam Đông là huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế. Toàn huyện có 9 xã và 1 thị trấn, trong đó có 6 xã là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm trên 70%, chủ yếu là dân tộc Cơ Tu và một số ít các dân tộc khác như Tà Ôi, Pa Cô, Pa Hy, Vân Kiều. Trình độ dân trí thấp, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ làm tổ công tác tuyên truyền vận động và thực hiện nghiêm túc quy trình 3 gặp 4 biết, Nam Đông được đánh giá là điểm sáng trong công tác tuyển quân, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng. Chúng tôi đến thăm gia đình ông Trần Văn Tét, dân tộc Cơ Tu ở thôn Ư Rang, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, có con là Trần Văn Tài trong diện tuổi nghĩa vụ quân sự. Mặc dù mới tốt nghiệp lớp 12, nhưng khi nghe có đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Tài đã tình nguyện đăng ký. Qua sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Tài đã đủ điều kiện để lên đường nhập ngũ. Tôi rất vui, rất vinh dự và tự hào khi được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lần này. Tôi sẵn sàng để lên đường nhập ngũ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ ta vội và cất chồ, và cất đồng để hoàn thành. Sinh con ra, nuôi con khôn lớn, đến nay cháu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì gia đình chúng tôi rất vui. Gia đình cũng hết sức động viên cháu lên đường nhập ngũ. Gia đình cũng xin gửi cháu cho quân đội để cháu trưởng chạc hơn, trưởng thành hơn, tự tin hơn và cũng mong cháu khi vào đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để xứng đáng là một người con tốt của đất nước. Đối với thanh niên Trần Văn Đền ở thôn 8 xã Thường Long, huyện Nam Đông, được gia đình định hướng động viên lên đường nhập ngũ từ sớm.
là thanh niên vừa tốt nghiệp lớp 12, bố là cán bộ quân đội nghỉ hưu. Anh sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Việc được đứng trong hàng ngũ quân đội, trở thành người lính bộ đội Cụ Hồ là niềm vinh dự lớn lao đối với người thanh niên này. Sau khi tôi tốt nghiệp lớp 12, tôi rất vui được gọi khám nghĩa vụ quân sự. Qua hai lần khám tuyển này, tôi đủ điều kiện lên đường nhập ngũ. Sau khi vào đơn vị, tôi sẽ cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ để xứng đáng là người con quê hương và gia đình. Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Đông tham mưu cho huyện ủy, ủy ban chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn thực hiện tổ các biện pháp tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, tổ chức khám tuyển, nắm chắc tư tưởng, quản lý chặt chẽ công dân trúng tuyển. Đồng thời tiến hành thâm nhập thực hiện ba gặp bốn biết nhằm nắm chắc tư tưởng, lai lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình và các nội dung liên quan. Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao cho các đơn vị nhận quân. Phối hợp với ngành chức năng của huyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức gặp mặt động viên, làm tổ công tác tư tưởng và tặng quà cho gia đình công dân nhập ngũ. Để tiếp tục thực hiện tốt và nâng cao chất lượng tác tuyển quân trong thời gian tới, ngoài tiếp tục triển khai các nghị quyết quy định bốn cấp từ quân khu đến cấp huyện, thì tiếp tục tham mưu các văn bản và chỉ đạo triển khai hướng dẫn hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn, rồi các đơn vị nhận quân tiến hành thực hiện nghiên cứu hồ sơ và thâm nhập ba gặp bốn biết, rồi tiếp tục ra soát bổ sung hoàn chỉnh để hồ sơ và chốt quân số theo quy định. Đợt tuyển quân năm nay, huyện Nam Đông có 62 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó quân đội 52, công an 10, tăng 7 thanh niên so với đợt tuyển quân năm 2023. Qua nhiều năm thực hiện việc gọi thanh niên nhập ngũ ở một số xã miền núi cho thấy, ở đâu có sự phối kết hợp tốt giữa các cấp chính quyền địa phương với các ban ngành tổ chức, thì công việc dù có khó khăn đến mấy cũng giao quân đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được đánh giá là thời điểm sôi động nhất của toàn ngành giao thông vận tải. Theo đó, các đơn vị vận tải cho biết đã chuẩn bị cả kế hoạch tăng cường tần suất hoạt động để phục vụ nhu cầu của hành khách. Đối với đường sắt, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ bổ sung 4.000 vé phục vụ các chặng từ ga Sài Gòn, Hà Nội và các tỉnh miền Trung. Đối với đường bộ, các đơn vị vận tải đã có kế hoạch chi tiết đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Về vận tải hàng không, dự kiến các hãng hàng không nội địa sẽ cung ứng khoảng 5,5 triệu vé trên toàn mạng bay. Bên cạnh đó, cục này cũng đã có văn bản chỉ đạo cho phép khai thác các chuyến bay đêm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông cao điểm dịp Tết. Thưa quý vị và các bạn, với cách thức tiếp cận linh hoạt và nội dung tuyên truyền ngắn gọn, phù hợp với từng đối tượng là những yếu tố quan trọng để đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với người dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Với cách làm này, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Nam Đông, trong đó số lượng đồng bào dân tộc thiểu số đã tăng lên đáng kể. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nắm bắt được thời gian diễn ra khóa học nghề đan lạt truyền thống của đồng bào Cơ Tu ở thôn Dội, cả cán bộ bảo hiểm xã hội huyện cùng với địa phương xuống tận nơi để tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến các thành viên trong hợp tác xã, đưa các chính sách của bảo hiểm xã hội đến tận người dân thông qua các buổi họp thôn, họp tổ. Hàng tuần, Bảo hiểm xã hội huyện Nam Đông còn phối hợp với Ủy ban Nhân dân các địa phương và tổ chức dịch vụ thu về tận nhà dân để tuyên truyền, vận động, giải đáp những thắc mắc của người dân một cách thấu đáo. Bên cạnh thay đổi cách thức tiếp cận linh hoạt, nội dung tuyên truyền cũng được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng, nhất là với đồng bào người dân tộc thiểu số. Khi mà thực hiện tuyên truyền thì chúng tôi đều phối hợp với là các đồng chí là cán bộ xã, người đồng bào dân tộc thiểu số cùng với chúng tôi. Khi mà cán bộ bảo hiểm xã hội tuyên truyền xong thì có cán bộ xã sẽ truyền đạt lại bằng tiếng của người đồng bào. Chính vì thế người đồng bào là nắm rất rõ về cái chính sách này và qua đó là nhận thức từng bước nâng lên và tự nguyện tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội tuyên truyền này. Đổi mới cách tuyên truyền, vận động và thực hiện thường xuyên liên tục. Nhờ những nỗ lực này nên nhận thức của bà con về chính sách bảo hiểm xã hội được nâng lên đáng kể. Thu nhập gia đình phụ thuộc vào công việc lâm nghiệp của chồng cùng những buôn bán lặt vặt của vợ. Tuy chỉ đủ chi tiêu hàng ngày, nhưng chị Lê Thị Ranh và Hồ Thị Nhì đều tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cả hai vợ chồng. Bởi cả chị đều ý thức được, việc tham gia bảo hiểm xã hội là của để dành lúc về già. Qua tìm hiểu của các nhân viên
bên xã cũng như bên huyện, bên huyện họ tuyên truyền để mình đóng cái bảo hiểm tự nguyện này thì bản thân em thấy rất chi là tốt, để sau này mình không phân phần nào để phụ thuộc vào con cái, nhà nước có thể hỗ trợ về bảo hiểm y tế, lương hưu nữa, tuy hẳn nhỏ nhưng mà cái lợi ích hẳn mang lại rất chi là lớn. Hai vợ chồng đã quyết định gia nhập vào bảo hiểm xã hội vào năm ngoái từ tháng 8 cho đến chưa. Hai vợ chồng cảm thấy là khi vô đăng ký xong cảm thấy rất so với gia rất là có ích. Sau này lỡ về già ốm đau mình có vừa được hưởng bảo hiểm vừa được hưởng lương hưu. Có sự chỉ đạo vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với những nỗ lực từ ngành bảo hiểm xã hội nên dù đời sống người dân còn khó khăn nhưng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Nam Đông năm sau đều cao hơn năm trước, tăng mạnh nhất ở đồng bào dân tộc thiểu số với gần 500 người tính đến cuối tháng 12 năm 2023, chiếm tỷ lệ khoảng 40% tổng số người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn. Thực thi từ năm 2008, bảo hiểm xã hội tự nguyện của nhà nước hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, hướng đến tất cả mọi người dân đều có thể tiếp cận được chính sách hưu trí và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí khi hết tuổi lao động. Làm tốt công tác tuyên truyền để chính sách nhân văn này đến với người dân cũng chính là cách thức hiệu quả góp phần vào mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội của đất nước. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự tiếp theo.